Lệ Rơi, chàng nông dân bỗng chốc được nhiều người biết đến khi cho đăng tải những bài hát của mình lên mạng chưa kịp lắng xuống, thì nay lại được nhắc đến nhiều với sản phẩm là ổi Lệ Rơi. Những quả ổi mang thương hiệu là Lệ Rơi được bày bán khiến cho nhiều người cảm thấy tò mò. Thế nhưng có đến mức là để mọi người phải xếp hàng và chờ mua như là đồn thổi hay không? Trong khuôn viên một hội chợ đang được tổ chức tại Hà Nội, gian hàng bán ổi này luôn thu hút được đông khách. Những trái ổi được quảng cáo, giới thiệu bằng một cái tên mới nhưng không hề xa lạ. Tôi mỗi ngày bán khoảng độ 3 tạ, 350 cân hoặc là 400 cân trong một ngày. Trong một tuần triển lãm ở chợ có thể bán 1.500 ký, 2.000 ký. Giá ổi thị trường hiện nay vào khoảng 25-26.000 đồng một kg. Còn ở hội chợ này, ổi Lệ Rơi được bán với giá là 30.000 đồng một kg. Dù giá có đắt hơn, thế nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra để mua. Cái thứ nhất là tôi hơi tò mò là Lệ Rơi, cái thứ hai là tôi cũng hay ăn ổi. Giá cả thì cao một chút, thế nhưng mà mình mua này thì nó an toàn, nó ngon, là chất lượng. Thì cao thì mình cũng không sao. Ổi đây rất là giòn, giòn mà lại thơm, nó khác với những cái ổi bình thường. Là tôi hôm nay lại giới thiệu bạn tôi lại sang mua tiếp. Hôm qua mua rồi, hôm nay lại mua. Chất lượng ổi tốt, nhận được những nhận xét tích cực từ phía khách hàng. Thế nhưng ông chủ gian ổi này cho rằng, từ khi ổi được khoác thêm cái tên Lệ Rơi thì mới bán được chạy như thế này. Và ngay cả anh chàng Lệ Rơi cũng khá ngạc nhiên vì điều này. Nói chung là khi mà mọi người mượn cái mác của ổi Lệ Rơi để bán sản phẩm mà chạy hơn, thì cái đó cũng là một cái hình thức kinh doanh của mọi người. Mình vui khi nếu sau này mang được đại cái thương hiệu ổi quê Thanh Hà của mình đi khắp nơi. Mọi người thì giới thiệu cái vấn đề về ổi Thanh Hà, nhưng mà anh thấy nó không có mạnh lên một chút nào ấy, thì anh mới lấy ổi chính, lấy cái tên thương hiệu của Lệ Rơi, thì anh mang đi có vẻ nó có cái tên, nó có thể nó phát triển cái nông sản mạnh hơn. Khách hàng rất tò mò và chụp hình rồi đứng vào chụp rồi lấy cái tên Lệ Rơi, nhiều người cũng rất hiếu kỳ. Ổi Thanh Hà, nguồn gốc của ổi Lệ Rơi là đặc sản có tiếng của vùng đất Hải Dương. Vẫn là những trái ổi ấy, của vùng đất ấy, thế nhưng khi được áp dụng những chiêu thức kinh doanh mới lạ, thì người tiêu dùng mới chú ý để từ đó nhận ra giá trị của sản phẩm. Câu chuyện nhỏ này lại một lần nữa đặt ra vấn đề về việc xây dựng thương hiệu cho nông sản, một việc làm mà ngành nông nghiệp Việt vẫn đang loay hoay tìm hướng đi.